Rồi nghe thầy dặn. Vector A, vector B. Được chưa? Điều kiện để tù nha. Một góc nó gọi là tù khi nó chạy từ 90 tới nhiêu? 180, hiểu gọi là góc tù. 90 gọi là góc vuông. Hiểu nè. Ok, rồi. Vậy bây giờ có bao nhiêu giá trị nguyên dương để hai vector là tù? Để góc hai vector vậy em tính cos phi cái đi. Muốn nó tù á thì cái cos phi này nó phải đi từ 0 cho tới -1. Thì nó mới tù. Tại vì cos của 90 là mấy? 0. Cos của 108 là -1. Vậy giờ cos phi bằng gì? Có phải là tích vô hướng chia tích độ dài không các em? Rồi, đưa vô. Tích vô hướng. 5 nhân m là 5m. 3 nhân m nhân -1 là -3. -2 nhân m cộng 3 là -2m -6. Ok. Tích độ dài căn 5 bình cộng 3 bình cộng 2 bình là như vậy. Mấy nữa? Căn 38. Còn cái căn này là nó lẻ rồi nha. Căn m bình cộng 1 rồi cộng cho gì? M cộng 3 tất cả bình. Rồi thầy chỉ cho nha, cái này giải sao? Nghe cho kỹ. Em sẽ tách ra hai cái mặt nhọn nha. Hoặc là nguyên cái màu xanh này nè. Nó phải lớn hơn 0. Đúng không? Vậy là 5m trừ 2m là 3m trừ 9. Chia lại cho căn 38 nhân cho cái căn này lớn hơn 0. Đúng không? Rồi. Hoặc là 3m trừ 9 chia cho căn 38 nhân cho cái căn này là em phải phá ra nha, tại cái này liên quan tới -1 rồi. Phá cái này ra là ra m bình cộng m bình là 2m bình trừ cộng 6m cộng 10 nhỏ hơn -1. Rồi, bây giờ giải cái trên ra. Cái này là m lớn 3, khỏi cãi. Nguyên nhân là do cái dưới là luân dương rồi, em được phép chuyển lên. Có bài nào khó hiểu không? Nhưng mà cái này em chuyển lên đây là và cũng được, nhưng mà phải cẩn thận. Ủa, cái này -1 phải -10. Rồi, có ai khó hiểu gì không? M là lớn 3 rồi đó. Tiếp theo nha. Bây giờ em phải chuyển cái này lên đây để em giải bất phương trình này ra. Chuyển cái này lên đây là 3m trừ 9 sẽ nhỏ hơn -1 nhân cái đám này là trừ căn 38 nhân cho căn của 2m bình cộng mấy 6m cộng 10. Và theo quan điểm của thầy là bài này xếp xô đi, phá ra một hồi nó cũng tùm lum nữa, hiểu không? Giờ em đừng có cho dấu nhỏ hơn. Thầy nè, thầy chuyển qua luôn cho coi. Tương đương 3m trừ 9 em cộng cho căn 38, mình dùng pháp hàm số đi, nhân căn của 2m bình cộng 6m cộng 10 nhỏ hơn 0. Vậy bây giờ tụi mình sẽ đi xét, đi tìm nghiệm của cái phương trình này. Sau đó mình xét dấu để mình giải bóc phương trình này. Vậy giờ em đừng cho dấu nhỏ hơn, em cho dấu bằng. Em xếp xô cho thầy hướng ơi, coi có mấy nghiệm. 3m trừ 9 gì nữa cộng căn 38 nhân cho gì, căn của 2x bình cộng 6x cộng 10 xếp xôn. Có nghiệm không? Cannot solve. Cho lại số khác thôi, số 2 thôi. Không có nghiệm, tức là phương trình này vô nghiệm đúng không? Rồi, vậy bỏ qua đi. Như vậy mình có m lớn 3, nhưng mình còn bị sót một được trường hợp nữa, đó là điều kiện để tồn tại cái căn. Lớn không thôi, tại vì cái này nằm dưới mẫu mà em. Điều kiện, đặt điều kiện là 2m bình cộng 6m cộng 10 lớn 0. Giải cái này ra mấy em.
Tất cả số thực hả? Ồ, thế cái này lớn 3 là có bao nhiêu số nguyên dương? Như là vô số số nguyên dương. Để coi sai chỗ nào. 5m trừ 3 trừ 2m trừ 6 đúng rồi. Cái này là 3m trừ 9 đúng rồi. Lớn 0. M lớn 3. Đâu có gì sai đâu ta. Cái này nhân lên đây. Căn của 5 bình, 3 bình, 2 bình là đúng không? Tức là với mọi giá trị m lớn 3 hàng này sẽ tồn. Vẽ hình đi. Như vậy bài này là vô số rồi. Nhưng mà mình phải thí nghiệm để mình chắc chắn rằng cái niềm tin và cái lý lẽ của mình chính xác. Để dạy em tinh thần thí nghiệm rồi đó. Chuyển qua không gian 3 chiều. A bằng 5, 3, trừ 2. Đâu rồi? B là M trừ 1. Cái gì nữa? M cộng 3. Đây, dễ hết. Rồi bây giờ đo góc này nha. Theo điều như vậy M bằng 1 vẫn cầu mấy em ơi. Tức là mình sai. Nguyên nhân là do mình giải M lớn hơn 3 nó mới tù. Mà cái này M bằng 1 là nó đã tù rồi. Như vậy kiểm tra lại coi mình sai chỗ nào. Code phải đi được. À ha, tao hiểu rồi. Ghi vậy sai. Không thể nào một cái đi từ 0 tới trừ 1 được. Mà phải đi. Tôi hiểu rồi. Đổi lại. Vậy là cái này đổi lại là sao? Nhỏ hơn 0. Lớn mấy? Lớn trừ 1. Vậy cái này là phải nhỏ mấy? Nhỏ hơn 3. Vậy là mấy số nguyên? 1, 2. 2 số nguyên dương. Có ai muốn hỏi gì không? Mấy đứa? Các em ơi. Cái gì? Các em có muốn hỏi gì thầy không? Điều kiện ở dưới là luôn đúng. Phương trình vô nghiệm. Cái này phải lớn hơn. Cái này phải lớn hơn không? Cái này không có nghiệm nên sẽ luôn đúng em. Gì em cái quần. Nó lạnh thì nó mở có ai muốn đặt câu hỏi không? Tức là M phải nhỏ hơn 3 thì nó thở còn bài toán. Đây thầy cho M bằng 3 nè. Bằng 3 thì không phải tù rồi. Bằng 3 ra góc vuông. Lớn 3 thì ra góc nhọn. M phải nhỏ hơn 3 thì nó mới ra được góc tù. Được không? Cái gì vậy?